quay rồi, quay rồi, đang quay rồi. Chạy chơi. Bây giờ mọi người đây mang máy tàu về đi qua, mình từ chối đi qua để làm cái bài chức năng của mình, vừa mới lắp cái bộ phao xong nhé, vừa lắp bộ phao xong bây giờ đến làm thực tế luôn. Đây là bàn máy ở cuối, giờ mình đang làm thực tế luôn. Thì qua là cái máy trong cùi này mình lắp cái bộ phao vào và đằng sau này chỉ dùng cái lồng thôi và bỏ cái chân sống lên, chúng tôi làm luôn. Thank you.
máy quay tí về tiệm bên đằng có tin không, tối nay có luôn. Sâu phết đấy, có cái đoạn dốc kia kìa, sâu rồi.